Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh Smart TV. Hiện tại Hải đang có một cái mặt tại một cái đập rất là lớn, hồ gọi là hồ đi. Mình đang có mặt tại Quỳnh Nhai Sơn La các bạn ạ. Quỳnh Nhai Sơn La. Có nghĩa là ngày mai mình sẽ đi cái chợ phiên Quỳnh Nhai ấy. Thì hôm nay mình lượn đây thấy một cái bến tàu này. Rất là nhiều những con tàu mà mới đi ngư dân họ mới đi đánh bắt cá về ấy. Đây. Rất nhiều cá, nhiều tôm luôn. Cái khi có một cái chú đang đi theo cái chỗ đấy là người ta kiểu người ta mua tôm và người ta hay đổ tôm ở đấy ấy. Còn đây là cái dạng cái thuyền kiểu tạp hóa hay sao ạ, bán cho bà con ngư dân. Sao đây là bà con mới đi đánh tôm về, mùa này thấy bảo là chỉ có tôm thôi các bạn ạ, ít cá. Rồi cái đó tôm rồi. Giờ mình xin phép được phi dưới đấy xem người ta có cho xuống. Em ơi, mình xuống nhờ đây tí được không nhỉ? Sapa TV à? Cũng xem kênh à? Vui quá các bạn ạ, ở đây mọi người biết cả Sapa TV nữa mà ở trên. Chào anh nhá, chào chị, cho em quay nhà một chút nhá. Con này là cá gì đây anh? Rất nhiều cá ngạnh luôn này. Vâng. Cái này là tự nhiên à? Con đấy to nhờ. Cũng là đây là hàng tự nhiên hết rồi anh. Cho em nhắc thử phát nó. Nhiều chưa? Nhưng nó bán ướt hết rồi. Nhiều cá nhỉ. Anh á, anh có bạn. Đi một mình đấy em à, chứ đi hai mình thì chết. Về vợ đánh chết. Chào em bé nhá. Mẹ sinh ra anh nhờ. Đấy, chị này chị bắt cá nheo. Nhiều thế. Ui, toàn con to kìa. Hàng chọn rồi đúng không? Loại này bán bao tiền một cân đấy chị? 150 á? Người bảo 150, người bảo 200, căng á. Mang đi đâu đấy? À mình chuyển về xuôi đúng không? Quay về lại bảo là nuôi chết bọn em bán cá. Thế là hàng tự nhiên đúng không? Tự nhiên thì nó là tự nhiên. Chính nha các bạn ạ, chính người nước ngoài họ lại thích ăn cá nuôi hơn là cá tự nhiên rồi đấy. Này lên nhà hàng đặc sản này, về tới Hà Nội lại mấy trăm nghìn, đùa đâu. Này nấu canh chua ngon lắm. Ở trên nhà gần nhà mình có một cái quán mà nấu canh cá này, nấu canh chua tuyệt vời luôn. Để hôm nào về mình sẽ quay review cho các bạn. Anh ở Sapa. À thế à? Ui, làm sao đấy? Cái này là gì đây? Tôm. Tôm à? À, bên này có tôm này. Để sang bên này quay cái tôm. À, đây tôm. Chưa, chị kéo lên cho em xem thử phát nào. Cái này là mình thu mua của các ấy về đúng không chị? Ok, cái nó bị tụt cái kia cẩn thận nhé, không nó rơi mất. À, mình đi thu mua về. Có con cá to chưa? Quay con rô à? Ui, ấy được con đấy mà hấp thì ngon. Hấp bia. Hấp bia, chấm hết luôn. Tôm này là bao tiền một cân đấy chị? 80.000 á? Rẻ nhỉ? Ui dồi ôi. Đấy, mẹ rồ này sướng. Con này phải cân rưỡi 2 cân đấy nhờ. Cái rổ vỡ rồi các bạn. Vỡ thì được mang cho nó. Đây này. Cái rổ kia. Con này khoảng mấy cân hả chị? Dạ. Cân rưỡi cân 7. Ui. Đấy. Hàng này hàng tự nhiên đấy hả chị? Ngon nhỉ. Này được mấy con rổ to thế. Rổ. Có con nào to hơn không ạ?
Các bạn ơi, hiện tại Hải đang có mặt tại bến cái gì nhỉ? Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai các bạn ạ. Bây giờ mình đến đây để thuê một cái thuyền, bắt đầu mình sẽ đưa các bạn đi chơi dạo một vòng quanh cái hồ Quỳnh Nhai này các bạn nhé. Cái này nhớ khó quá. Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Giờ mình đi vào đây thuê một cái thuyền. Sau đó thì đi đây là cầu Pá Uân này các bạn ạ. Cây cầu gọi là mơ ước của bà con ở đây đấy. Cái cầu này giải quyết được bao nhiêu vấn đề về giao thông để đi từ đây đến kia. Ngày xưa là toàn đi ấy đấy. Đi đò. Đây hoa đẹp phết nhỉ. Sau khi vào khu du lịch sinh thái này bây giờ anh Tuấn đúng không nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Anh tên là Giàu. Anh Giàu à? À anh Giàu các bạn ạ. Bây giờ anh Giàu anh sắp xếp cho mình một cái thuyền đi cùng với lại là có dấu rể anh. Đoàn chụp ảnh cưới để mình ngao du sơn thủy. Hôm nay khách về đẹp. Rồi. Đoàn này là về cuối cùng rồi. À thế ạ. Vừa đây em thấy rất là đông khách. Vâng. Đây cứ thứ bảy chủ nhật đông. Kín. Nhưng mà em không biết bơi thì cho em cái áo phao nhá. Wow. Tàu to lên tầng anh ngồi trên cho nó ấy đúng không? À. Ở dưới này mình có phục vụ ăn uống luôn à anh Giàu? Có cả bếp ăn uống luôn à? Ở trên này bú xòe buổi tối. Tối này thì tí anh kiếm mấy em chân dài ra đây. Ấy ô, lại có cả chân dài nữa, tuyệt vời. Chào cả đoàn nhá. Ồ, đây được đi du lịch cùng với cả các bạn có chụp ảnh. Mình rất yêu thích chụp ảnh nhưng mà do ngày xưa kiểu hay chụp ảnh hỏa thân nhiều đâm là vợ nó quánh. Đây là cái cầu Bá Uân này. Vâng. Cái cầu này là có cái trụ cao nhất Việt Nam. À đúng rồi, em nghe thế bảo hơn 100 mét sao đúng không anh? À, hơn 100 mét, còn cái đường dây tải điện 110 kV kia là dài nhất Việt Nam. À. Cái biển hồ này thì là lớn nhất Đông Nam Á, nó về cái cũng lớn nhất Việt Nam luôn. Lớn nhất Đông Nam Á. À Đông Nam Á. Đông Nam Á chứ không phải Việt Nam. À, Việt Nam không có cái nào bằng cái này này. À. Từ đây cái chỗ này là cái đoạn hẹp. Tí em ra kia mênh mông luôn. À thế ạ. Vâng. Cái từ bờ bên này sang bờ bên kia có cái đoạn là 8 cây. À. Nó rộng. Còn nếu mà từ đập thủy điện Mường La mà về đến thủy điện Mường Lay là hơn 200 cây số. Wow. Tới đây anh đang thành lập cái tour Mường Lay Mường La. À thế ạ. Khi nào anh thành lập tour ấy cho em đi cùng với nhá. Ok ok. Đi 2 ngày mà. À. Cô dâu xinh thế nhỉ. Chú rể đây à? À chú rể nhìn kiểu cái gì nhỉ? Ông Trùm ở Thượng Hải ấy nhỉ. Đây đúng đúng ấy. Bỏ được cháu rồi. Đúng rồi. Ông Trùm nói. Đây à, cô dâu đây xem nào. Chào cô dâu nhá. Là cô dâu là người Thái trắng. À người Thái trắng à? Vâng. À anh người Thái nhưng mà anh ở Thái Nguyên. Vâng. Ừ. Wow, cái thuyền này nó to mà đi nhìn đi rất là êm luôn. View đẹp nhỉ, dãy núi kia giống kiểu Phan Xi Păng ở bên mình. Wow. Từ hôm mà mình đi miền Trung về các bạn ạ. Mình rất sợ đi những cái thuyền bé bé mà nó kia bây giờ mà đi đâu ở trên sông nước thì tôi cũng phải đi cái thuyền nó to to cho nó yên tâm. Không mấy cái thuyền này hốt lắm. Cảnh ở đây đẹp thật đấy. Chú rể ngồi kia nhìn như kiểu là kiểu đóng phim tự hải các bạn ạ. Chú rể người Thái trắng. Ở đây có một đội cũng đang tác nghiệp ảnh cưới này. Khá là đẹp. Wow, đấy cô dâu xinh chưa? Đây là anh Giàu chủ thuyền các bạn ạ. Đây à. Anh em mà ai có nhu cầu mà thuê thuyền đi du lịch thì hay là nó kia liên hệ với anh đầu trọc nhá. Nhưng mà anh không phải lái tàu. Cái này lái dễ không anh? Dễ như lái xe. Dễ như lái xe à? Em lái thử bắt được không? Mình mà lái có khi là tất cả anh em là nhảy hết xuống các bạn ạ. Ekip này, nhìn đông phết. Em là đi cùng đoàn chụp ảnh luôn à? Vâng. À, em có người Thái à? Vâng, em Thái trắng. Thái trắng á? Vâng. Sao mà phân biệt được người Thái trắng với Thái đen em nhỉ? Em cũng không biết. Em không biết. Em có hay đi ở trên cái đảo này không? Có, em quê trên này em hay về. À, em hay đi, quê em ở gốc ở đây đúng không? Vâng, em hay đi. Đây đẹp nhỉ? Cảnh đây đẹp thật đấy. Chung là như kiểu Hạ Long ở trên cạn này. Em học ở đâu? Em ở Hà Nội. Ở đâu? Ở trường trung học phổ thông của nó.
Con nòi á? Vâng. À, con nòi là chỗ nào nhỉ? Sạch mà, không rác đâu. Em học lớp mấy rồi? Em học lớp 11. 11 á? Vâng. À, thế có người yêu chưa? Em chưa. Thế có về Sapa làm dâu Sapa không? Con nòi xinh nhỉ, em gái. Em mà mặc quần áo người Thái chắc là xinh lắm ấy nhỉ. Em chẳng biết, em chưa mặc bao giờ. Em là em có dâu hay là em chú rể? Em có dâu. À, em có dâu à? À, cô dâu xinh như kia không à? Đấy, cô dâu đang tác nghiệp ở phía xa xa kia. Thế là nhà em là ở cái cách đây có xa không? Của em bao nhiêu cây? Tầm 150 cây. Ủa, nhà tận cách đây 150 cây á? Nhưng mà đến tận đây chụp ảnh. Cò nòi ở chỗ nào mà anh nghe nó quen quen nhỉ? Ở chỗ ngã ba tượng đài. Hả? Ngã ba tượng đài. Ngã ba tượng đài á? Trung tâm của nó là gì? Trung tâm của huyện em là gì? Em chả biết. Không biết. Mình không biết cò nòi nó ở đâu luôn. Đẹp quá, cảnh này đẹp. Cảnh đẹp, người cũng đẹp. Mỗi tuổi em bé đang học lớp 11, chưa đến tuổi. Kia là có mấy cái quốc đảo rồi nhỉ? Tàu này là 250 khách. Tàu này chứa được 250 người hả anh? 250 khách. À, ăn được 180 người. À, thế này anh sau này lại giàu to rồi gì nữa. Em nhỉ? Em mới gật cái, em tên là gì nhỉ? Tên là Thủy. Thủy à? Thủy à? Thủy à? Vâng. Thế tiếng Thái của em thì tên là gì? Tiếng Thái là tên là gì? Cung Văn Thế. Cung Văn Thế à? Vâng. À, tiếng Thái của em mới là Cung Văn Thế. Vâng. Em gái đang đi kiểu giúp anh để đẹp quá anh ạ, anh giàu ạ. Cái tháng này mình rất là may mắn, có hai lần mình ngà. Thế ạ? Vâng. À, rộng đấy nhỉ. Cái tháng này của mình ấy là có hai cái ngày mà mình đi cảnh rất là đẹp. Đó là một lần mình đi ở chỗ cái hồ mà thăm cái làng của cái người Rục ở sâu trong rừng ấy, lúc mình đi miền Trung ấy. À, hôm đó em đi Quảng Bình như thế. Vâng, hôm nay Quảng Bình ấy, đẹp thế, hôm ấy nước nó ngập lên ấy, cây nó đẹp. Rồi, nó xanh biếc. Vâng, nước nó xanh nó đẹp giống như ở đây. Cái mùa này ấy, thì ở đây bà con đánh bắt thì được ít cá, không được nhiều, nhưng đổi lại thì nước nó lên mà, đâm ra cái cảnh nó rất là đẹp. Còn tháng 2, tháng 3 thì nó không có nước thì nó lại là cái mùa mà để bà con đánh bắt cá. Làng chài đấy à? Làng chài trong đây. Đâu anh? Đấy, trong đấy. À, làng chài trong khu, trong này là làng chài đấy ạ. À, sát cái bãi đá đó, làng chài nó chạy ra tiếp của đấy. À, trong này thì? Vâng. Đó có mấy chục hộ. Mấy chục hộ. Wow, đẹp quá. À, kia họ làm như kiểu cái dạng bungalow á. Kiểu để nghỉ hay sao á. Đi qua cái chỗ này, cái vách đá nhìn nó đẹp. Đây có cái vách đá đẹp chưa? Đây là có mấy cái thuyền nhỏ nhỏ, chắc là kiểu dạng chở khách du lịch đi này. Xin chào nhá. Chắc là bà con mình nhìn thấy bà con đi lấy củi các bạn ạ. Mọi người đi lấy củi về. Ô, cái ánh nắng nó xuyên qua hai quả núi này đẹp không? Trên này chắc còn nhiều lan lắm đấy anh nhỉ? Nhiều lắm. À thế ạ. Hay là mình chạy lên đây để phu lan nhỉ các bạn nhỉ? Lên. Đắp kia khóm thằng lấy được một khóm lan đột biến lan đấy. 5 cân 8. À, lan đột biến rồi đấy. Nhưng mà bây giờ lan nó hết hầu như là không còn giá trị mấy nữa rồi. Cái bong bóng lan nó bị vỡ rồi, đâm ra là đấy, thuyền đang bắt đầu quay đầu kìa. Tạo thành một cái đường cong rất là đẹp. Đúng.
Đúng là nếu mà các bạn mà lên đây mà chụp ảnh cưới thì không còn gì phải bàn cãi nữa, quá là đẹp luôn. Đây, nhìn cái góc này, núi nó trùng trùng lớp lớp. Tôi nhìn xuống dưới một chút thôi em. Nào, cười tươi nào, 1, 2, 3 nào. Di chuyển thì bây giờ anh em tôi được anh giàu đưa đến cái một cái đảo ở đây. Bảo cái đảo này đẹp lắm. Nhiều địa điểm check in. Vậy là lát vào cái đảo này sẽ kiếm cái gì đó để ăn. Ở chỗ này là khu mà để cho các tàu thuyền họ nghỉ ngơi và đây ăn uống ấy. Dâu rể. Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Cái chỗ này có cá không anh? Nhiều anh. Cẩn thận ông nha, lại lôi cô dâu có thể xuống sông người chết. Cẩn thận mà đúng mạnh quá. Không, đứt được. Cảm giác cũng phê. Phê không? Phê. Đầu tiên nó sợ, sao nó cũng sợ đâu mà. Nhưng mà cái này gần thẳng đá này, khi mà nó đập vào đá. Bị toàn hết rồi. Cái này có đôi. Hai đứa có hai người ngồi đây thì nó lãng mạn nhỉ. Đấy. Nhưng một mình thì có vẻ nó không lãng mạn lắm. Đấy. À, các bạn ơi, đầu mà ít ít tóc kìa, anh giàu nhá. Anh giàu đúng không ạ? Hôm nay ạ. Vâng, anh chủ khu du lịch sinh thái này các bạn ạ. Hôm nay anh ấy có tổ chức một bữa cơm rất chi là nhiều món đậm bản sắc ở Tây Bắc này. À, cụ thể hôm nay có những món gì anh giàu nhỉ? À, hôm nay ở khu du lịch sinh thái của mình là rất hân hạnh là được đón tiếp Hải về thăm anh em. Vâng. Thì hôm nay thì bên mình cũng không làm gì nhiều, thì có là cá sông Đà và những cái món đặc sản địa phương như là vịt bản, cái này gà bản. Thì đây là giới thiệu với Hải, đây là cái món này là món cá chấm đen ở sông Đà. Đây là anh. Cá chấm đen này nướng mọi. Đây cá trong đen nướng mọi. Cá trong đen nướng mọi, đây là cá lăng chiên xù. Cá lăng chiên xù. Đúng. Wow. Còn đây là canh măng nấu mấy đầu cá. À, măng chua đấy anh. Măng chua. Mình tự ngâm luôn làm, đúng không ạ? Tự làm luôn. Các đồng chí đầu bếp đây làm làm ở đây. Đây là nộm anh. Cái này là lụm rau cải mèo. À, nộm rau cải mèo. Còn đây là món gà bản. Gà bản nướng gà bản nướng hạt dổi mắc khén. Hạt dổi mắc khén. Nướng than hoa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Là cái lòng mề con xào với cả măng xào chua. Lòng mề con vịt với lại là đây là đặc biệt là món tiên canh này. Món tiên canh Việt Bản này. Này đầu bếp bí quyết gì mà đi trên thuyền mà nó rung như này mà nó không long chân ấy. Sao vậy nhỉ? Xin chào tất cả mọi người. Vâng, thì đây thì cũng là do kinh nghiệm mà nhiều em mình... là người Thái à? Vâng, em là người Thái bản địa đây luôn ạ. Người Thái đen hay Thái trắng? Em Thái đen ạ. À, Thái đen. Thần nào những cái món ăn ở đây
mình thấy là gọi là sặc mùi của người Thái ở trên này, vì là nó rất là thơm, nó dậy mùi hạt dổi mắc khén các thứ. Đây là món cá lăng đúng không? Cá lăng chiên trao riềng mẻ. À, cá lăng trao riềng mẻ, tuyệt vời. Đây là món vịt đây. Là có cả sườn chua ngọt nữa. Không, đây là vịt chiên ạ. Vịt trao riềng. Em lại cứ tưởng sườn xào chua ngọt. Vịt vịt ấy. Thì em ăn xem, ngon cực kỳ luôn. Nhưng mà những cái món ăn như này là mình có hàng ngày mình có phục vụ ở trên thuyền không anh? Có. Của bên khu du lịch của anh thì tổng tất cả nó có tầm gần 100 món. Gần 100 món các loại. Có nghĩa là cứ ai mà trâu, bò, dê, gà, lợn, cá, nó rất nhiều luôn. Ở đây thì nó cái Tây Bắc thì nó có nhiều cái món ăn của địa phương là từ rau củ quả cho đến các cái món ăn. Anh em thì nói chung là nhìn thì nó này em đã đủ biết là nó quá ngon rồi. Nhưng mà liệu anh có thể tiết lộ cái số điện thoại của cái khu du lịch mình được không, để khi nào có bạn nào mà có đi qua đây thì có thể là sẽ đặt ăn ở đây. Chào mọi người nhá. Nếu như mọi người mà có đến tham quan khu du lịch Sĩ Thái của Nhai, các bạn sẽ gọi vào số máy hotline là 0867155156. 0867 155 156 các bạn nhé. Các bạn đến để order cái thứ nhất là thuyền để du lịch trên sông Đà này, rồi thứ hai là được thưởng thức những món ăn đặc sản đặc trưng của bản địa của người Thái ở trên này. Thực ra là không phải riêng người Thái đâu, có rất nhiều những món ăn của các dân tộc sống ở và xung quanh sông Đà. Thôi anh em mình chiến thôi nhỉ. Rồi mời Hải và mời anh em. Em thấy hơi rung rung anh ạ. Không. Và các bạn có biết không, ở đây không. Mình anh em mình đang ngồi ở trên này ấy, nó là một trên một cái thuyền. Mà hôm nay anh ấy đưa mình đi chơi ấy. Đây là tàu du lịch mình ấy. Anh em vô tình gặp nhau nhưng mà rất quý, tính anh giàu nhìn này thôi mà rất là thanh niên tính. Bây giờ là anh em mình sẽ thưởng thức nhờ. Bây giờ mày Hải cái món gì anh? Món vịt trao đây. Vịt trao à? Vịt bản anh, vịt cổ xanh ấy. Vịt nuôi ở suối ấy. Tức là vịt này là vịt bầu khác nhá. Vịt bản khác, vịt này nó chỉ có 1,6 cân, 1,8 cân đấy. Em hiểu rồi, vịt cổ xanh hôm nọ em có được thưởng thức ở trên. Rồi, cứ như vịt bầu nó phải 2,6 cân á. Ở trên Hà Giang. Này lọ mọ vào đây thuê thuyền mà vô tình lại gặp được anh giàu. Mình biết Hải rất lâu rồi, nhưng mà đúng là cái duyên kỳ ngộ là hôm nay là cũng là nhìn thấy Hải thì mình rất trân trọng là mời Hải đến thăm mình. Vâng. Còn là anh em cũng là tình cảm thôi, tình cờ, rất là tình cờ. Nhưng mà anh tổ chức bữa cơm mà nó nhiều món này quá. Không, anh bình thường mà. Hôm qua các anh em ở Hà Nội đến ăn nhậu này đúng không? Ăn ở trên tàu này mấy mâm tối qua. Chấm với cái gì nhờ bạn nhờ? Cái này gia vị là như là tương đối rồi ạ. Nếu mà mình cảm thấy mà chưa đậm ấy thì mình sẽ ấy thêm. Chấm thêm. Mỗi nơi có một cách chế biến khác nhau. Bà này mà ướp gia vị rất là vừa vặn luôn, sau đó thì đem chiên đúng không? Vâng. Mình chiên là chiên vịt sống à hay là... Vâng ạ, đây là mình sẽ... Ý anh là mình lột qua, mình không chiên, mình nấu hay là... chiên hay là mình chiên... Mình có nghĩa là mình chặt ra là mình chiên luôn, mình sẽ không lột qua. Như thế nó mới ngọt. Đúng rồi. Nó mới giữ được cái hương vị. Đây, em mời bác một miếng. Anh em ăn tự nhiên nhé. Vâng. Đây, vâng. Em... Ngon nhỉ? Tuyệt vời. Của anh đây thì... hướng tới là đương làm cái tour ăn đêm trải nghiệm trên sông và có các nghệ nhân biểu diễn văn hóa văn nghệ ở đây. Thế quá đỉnh luôn, tuyệt vời luôn anh ạ. Vâng. Anh đang liên kết một số các cái miếng vịt ở đây nhìn nó rất là ngon, không biết là ở các bạn có nhìn thấy không. Ngon. Em mời anh đi. Rồi, anh em mình làm chén. Chúc sức khỏe. Em ơi. Em và gia đình, chúc gia đình em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi. Vâng. Wow. Cái rượu này của anh là rượu men lá. Men lá. Men lá của người Dao. Dao đỏ ở ngay địa phương này. Tức là anh đặt người ta làm. Nhưng mà cái mùa này mới làm được. Nhưng mà nóng lắm làm được. Thèm quá. Để anh lấy cho Hải nhá. Ê, em xin đây. Ui, cẩn thận có một miếng xương này. Vâng. Ở trên này ấy thì cơ bản là cái đang là ở ngoài chỗ này nó rất là tối luôn này, các bạn có thể nhìn thế này. Anh em đang lênh đênh ở trên sông Đà các bạn ạ. Có nên là cái ánh sáng ở đây nó hơi kém thì mong các bạn hết sức thông cảm. Anh em thử thức đi. Đây, bây giờ phải anh Dầu vừa lấy cho cái miếng cá ngon lắm. Em bắt đầu nhá, có xương. Có xương à? Được. Chơi phát miếng to này nó mới chết. Không, em vỡ cái xương này.
Không, em ăn cả xương luôn. Vừa trêu anh bảo chơi cả xương, nhưng mà có lẽ là chắc không chơi xương đâu. Bỏ xương. Em là cái vị tươi của cá. Không phải, cái cá này nó dai. Nó dai lắm, chấm đen có khi là ở hồ luôn, là ở sông luôn. Cái này ở đằng sau nên là nó trườn dài. Em bắt được này lại bán lại cho anh. Đây anh có con tầm hơn 20 cân cỏ. 20 cân liền á, chấm đen á. 20 cân cỏ. Mai anh cho em xem. Ồ. To vật vã luôn. Xem mà bắt cái con vừa vừa anh em ăn được. Xem có được ăn không anh? Ăn được. Sợ không ăn hết được. Ngon thế. Ăn hết được. Bình thường nó bở hoa đấy, nhưng mà cái này dai lắm. Nghe gia vị của anh em này nó làm chuẩn. Đây này là gọi là cái cá nướng mọi. Nướng để nguyên cả con này thì sát qua muối rồi. Còn nướng trên tàn hoa. Có nghĩa là mình nướng xong mình mới vào sốt đúng không anh? Sau đó mình dưới sốt kiểu như Việt Nam người ta nướng cái chuối. À, em hiểu rồi. Vâng. Kiểu nướng mọi. Hôm nay lúc anh em mình đi du ngoạn ở trên sông, đâm ra là mình không quay chi tiết được cái cách chế biến ở đây, chứ không mà quay được thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, mời anh em đi. Cái cá mà anh ấy nướng cho nó khô rồi, đâm ra là khi dưới sốt vào ấy thì nó không bị bở cá, nó vẫn còn giữ được cái độ dai của cá. Rất là ngon. Ông cái đặc thù của cá này nó dai này. À đấy ạ. Cái cá này nói chung là cái cá thương hiệu cá sông Đà thì nó là thương hiệu của Việt Nam, đã được đăng kiểm của đăng kiểm Việt Nam chấp nhận là thương hiệu cá sông Đà của nhà anh. Là một trong loại cá ngon nhất. Em đấy là cái ở đây là nước này rất là trong xanh này. Đúng rồi. Rất sạch. Nguồn nước tốt. Không có ô nhiễm, không có gì hết. Mà cá thì nó là tự nhiên, nó không có cái gọi là cái tạp chất thì vào, nó ăn cá nó thơm. Ăn miếng cá nó ngon biết ngay. Rồi. Nhưng em ăn một cái cá mà nó có cái mùi bùn mùi rất là không được. Đúng rồi. Là vẫn em đây ăn nó nhão, nhưng mà em ăn này không? Cá đây là nó không bị tanh. Rồi, không tanh luôn. Chuẩn. Cái này nhất là con món này mà làm gỏi hôm nay là cũng là không có cái gia vị là làm gỏi, nhưng mà làm gỏi cái cá này cũng được, còn là cái cá dầm xanh. À. Ở đây anh có cái cá dầm xanh. Vâng. Hôm nào anh em mình đi câu cá dầm xanh ăn. nó phải là ăn cái ná sắn. Anh ơi. Ủ chua anh xin. Vâng. Em ơi, em ăn tự nhiên đi nhá. Anh em ăn đi nhá. Đây, ăn em đi. Còn bạn cameraman thì phải chờ tí nhá. Cái này là mù tạt. Đây là món nào? Đây là miếng cá lăng ướp với lại giềng nướng than hoa. Nó thơm. Thơm lắm. Cái này nó có cả giềng mẻ, các loại gia vị. Có cả hạt dồi. Cái này có xương, đâm ra là không dám pha phát hết luôn. Không phát là thôi. Đang linh đinh trên sông là toang em. Cá lăng này ở đây thường bán những cái món ăn của anh ở trên này là anh bán theo cân hay là theo bán đĩa theo cân. Hay theo 220.000, tức là mình đã chế biến sẵn cho người ta. À. Cộng thêm cả rau dưa các thứ. À. Cộng cả cơm luôn, cơm canh các thứ. Nếu như mà có tính tiền cơm canh không? Không. Ừ. Cộng vào đấy rồi, nhưng mà ai đi ăn combo được, như là của anh ấy là cả tour tham quan là 200, 230, 250 tùy khách. Cứ theo người, bao gồm ăn luôn á? Bao cả ăn cả. Ô thế thì mà lỗ à? Thế thì mai mình lại phải đi tiếp. Ở đây cả ba bọn anh là đương là quảng bá cái thương hiệu du lịch biển hồ của nhà anh. À, xin phép chú đầu bếp uống riêng với anh giàu cả. Chú khỏe nhá. Chúc anh gọi là sớm mà làm chùm ở khu vực này. Dù đây không chùm, nhưng mà anh cũng cố gắng phát huy để làm cái du lịch đây nó phát triển hơn nữa. Vâng. Nói chung là phải nhờ nhiều những cái nhà đầu tư như anh vào đây thì bà con đây nó mới đỡ khổ được. Chẳng hạn như là đánh bắt cá thì nó phải bán được giá một tí, đúng không? Chứ không thể bán cho lái buôn mãi thì muốn mong là sao chính phủ mà được công bố được khu du lịch quốc gia đấy thì là tốt. Thì tuyệt vời anh nhỉ. Vâng. Đó thì gần 5 giống kiểu Sapa bên đẹp sẽ đẹp. Bắt tay cái. Ở đây nó có đặc thù là nó riêng nè. Nó sông nước. À. Nó cũng có núi non, nó cũng có ấy, nhưng mà nó cái biển hồ này. Cái này là món cá lăng chiên xù. Cá lăng nhỉ? Cá lăng chiên xù. Đây là cá lăng chiên xù này. Tất cả những cái món ăn ở đây đều được tẩm ướp vừa luôn này. Làm lâu rồi mà nó vẫn giòn nhỉ? Giòn và dai. Vâng. Cái cá này của nó em biết không? Nó cũng phải mấy năm đấy. Nó biết đâu. Con này hả? Phải mấy năm đấy. Cá
khá tự nhiên này thì tự nhiên đấy. Nó lớn hơi chậm hơn chậm. À, cảm ơn em nhé. Dạ. Chúc em sức khỏe. Dạ. À, cứ mong là sao thì rằng hôm nay có điều kiện đưa nếu bạn sang đây chơi nhá. Riêng mà cứ ăn uống bé mồm thế này thì chắc chắn là thế. Từ đây sang Sapa, từ Sapa qua đây nó cũng gần đấy mà. Vâng, từ Sapa đây 7 tiếng. Nói chung là khi mà đi du lịch một vòng Đông Bắc thì các bạn nên ghé qua đây. À đây, em ăn thử món gà nhá. Gà? Vâng. Gà. Dạ, cho em xin miếng. Em cho thôi. Anh. Đây anh dạ. Em. Anh hãy gắp cho em đúng miếng mà em thích, miếng đùi. Ngon. Anh xem video của em nhiều rồi, anh biết rồi. Ăn đây miếng. Và rất tuyệt vời các bạn ạ, khi mà đi trải nghiệm lòng vòng lại vô tình gặp phải các anh khoái xem kênh của mình, đâm ra là biết thừa là mình thích ăn miếng nào. Không, em mời đi. Tôi cảm nhé. Cảm ơn em đầu bếp nhá, rất là nhiều. Bữa cơm này quá là ngon, quá tuyệt vời luôn, rất nhiều những món mình muốn review với các bạn nó thực sự cụ thể, nhưng mà do ở trên này nó mình đi ở trên thuyền nên mình đang hơi quay các bạn ạ. Với lại uống thêm vài chén rượu nữa. Hẹn Hải một ngày gần nhất. Dạ. Đến đây anh có những cái đặc sản hơn. Anh nói rồi nha, phải giữ lời. Đây là có video đấy nha. Có rất nhiều món rồi, ok các bạn ạ. Ok, sau đây có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc cái video tại đây để mấy anh em ngồi nhậu. Bạn cameraman khi đói lắm rồi đấy. Với anh lái tàu nữa, anh em sẽ dừng tàu ở đây, không anh em ra ngồi nhậu với nhau luôn. Sau đây mình xin phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải. Còn khi nào mà các bạn có dịp cơ hội qua cái Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La này thì ghé qua chỗ khu du lịch sinh thái của anh Giàu các bạn nhé. Anh tên là Giàu. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn, hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhé. Bye.